cảm với thất bại. Người dậy hết chưa mọi người ơi? Sắp lên được đến đỉnh núi Phan Xi Păng rồi. Và cảm giác hiện tại thì có rất là mệt, nhưng mà cũng rất là cố gắng để có thể là lên đến đỉnh và Phan Xi Păng. Vẫn khỏe lắm, vẫn khỏe. Thì cam kết leo xuống. Giá chỉ được hôn cô nào trên này thì thích hơn. Ổn vậy? Rất là tuyệt vời vì mình đã vượt lên chính mình ạ. Thật ra ở nhà em rất là lo lắng bởi vì em không phải là người thường xuyên tập luyện và nghĩ rằng không biết mình có leo được hay không. Nhưng mà qua một cái lời động viên của anh Phan Thanh Niên rằng là chỉ cần có tinh thần thôi là mình sẽ lên đỉnh được. Và vì vậy mà chúng em nỗ lực vượt qua và hôm nay đã lên đỉnh, vượt qua chính mình thành công. 1, 2, 3 Anh em Việt Nam. Chân chính. Chúng tôi là những người yêu chân chính. Sao lại không chân chính để đi về lại mà là tao lên đỉnh rồi nhưng mà đi về được bộ thôi. Yes. Rồi đây chị chân chính. Đây là những người leo fan chân chính. Xuống nó mới phê, cho nên là những người đi xuống bằng cáp treo thì thật sự là rất đáng tiếc. Đầu tiên tôi phải nói một điều là tôi đang cảm thấy rất sảng khoái đó. Và cái số 2 nữa là màu đỏ là màu của chiến thắng. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Phê, hãy leo và hãy xuống bằng đường bộ. Yeah. Rất về. Bây giờ cảm giác của em đang rất là sung sướng. Yeah. Chúc mừng những thành viên cuối cùng